học toán Fingermath cùng với cô Hiên. Và chúc mừng các bạn, chúng ta đã có mặt ở bài học số 19 với nội dung liên quan đến quy tắc số 4, là quy tắc cuối cùng rồi đấy. Và chúng ta sẽ thực hiện các phép trừ với số 4, số 5, số 6. Tức là các ví dụ của chúng ta tập trung vào trừ các số 4, 5, 6. Các thấy không? Với lộ trình thiết kế rất bài bản, chủ đề được chia nhỏ, và đặc biệt là mỗi chủ đề các bạn nhỏ sẽ được luyện tập đi, luyện tập lại. Điều đó sẽ giúp cho trẻ có được cái khả năng gì ạ? Kỹ năng tốt hơn, cũng như là nhớ bài một cách sâu sắc hơn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các ví dụ như sau. 10 trừ 4 nhé. Mình trừ cho 4 này 10. 10 là tay trái mình xòe 10 ra đúng không các bạn? Trừ 4, bình thường trừ 4 là mình phải ưu tiên bên tay phải trước. Nhưng mà tay phải mình không còn số nào nữa, mình phải chuyển qua tay trái mình đếm nhé. 10 trừ 4 mình đếm này. 1. Anh 10 tôi vào thì anh 9 xòe ra nhé. 1 rồi mình đếm tiếp tục này. 2, 3, 4. Kết quả bằng mấy đây? Bằng 6. Tương tự chúng ta có 12 trừ 4. 12 trừ 4. 12 mình trừ 4 này. 1, 2, 3, 4. Kết quả bằng mấy đây? Bằng 8. Tương tự chúng ta sẽ làm ví dụ 14 trừ 5 và 13 trừ 5 nào. 14, 10, 4. Trừ cho 5. Bây giờ mình sẽ đếm từ bên tay phải trước. 1, 2, 3, 4. Hết rồi đúng không? Chuyển qua tay trái mình đếm nào. 5. Đó. Và 14 trừ 5 sẽ bằng 9. Tương tự 13 trừ 5. 13 trừ 5. Trừ 5 mình trừ nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Kết quả bằng mấy đây? Bằng 8 các bạn nhé. Kết quả bằng 8. Tương tự chúng ta có 17 trừ 6 và 16 trừ 6 nè. 17, 17 trừ 6, cái này thì dễ rồi đúng không? Mình trừ 6 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kết quả bằng bao nhiêu? 11, 11. Tương tự chúng ta sẽ làm ví dụ 16 trừ 6, cái này lại siêu dễ rồi. 16 trừ 6, mình bắt đầu trừ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kết quả bằng mấy đây? 10 là đáp án chính xác. Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ ở bảng số 2 này, thêm một ví dụ nữa nhé. 22 trừ 5 trừ 2. 22 trừ 5. Trừ 5 mình trừ nào. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5. Tiếp tục trừ 2 nào. Trừ 1, trừ 2. Kết quả bằng bao nhiêu đây? 15. Đó, 15 là đáp án chính xác nhé. Và chúc mừng các bạn, chúng ta đã thực hành đầy đủ cùng với cô Hiên. Và hãy thực hành tiếp các ví dụ còn lại. Và hãy để ý giúp cô Hiên là nếu ví dụ nào khó chúng ta chưa làm được thì các bạn có thể xem video lại một lần nữa này, hoặc là có thể comment cái ví dụ đó ở phần bình luận thì cô Hiên sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Và bây giờ thì cô Hiên xin chào, hẹn gặp lại các bạn.